cổ vật hàng trăm năm tuổi được tìm thấy ở Brazil, tên từ Rio de Janeiro. Vào đầu tháng này, một kho tàng khảo cổ đã được phát hiện tại một công trình xây dựng một đường tàu ngầm điện mới ở Rio de Janeiro. Công trình xây dựng này là một phần của một dự án quy mô lớn nối kết khu đô thị Rio với làng Olympic 2016 ở Barra da Tijuca. Trong khi đào bới, các công nhân đã phát hiện một kho tàng với hơn 200.000 đồ tạo tác khảo cổ có từ các thế kỷ 17, 18 và 19 và phần lớn thuộc về gia đình hoàng gia. Trong số các cổ vật tìm được, có một bộ sưu tập lớn các chai lọ bằng đồ đá. Các chai lọ này được xuất khẩu từ Đức đến Brazil trong những năm 1800 và sau đó đã được sử dụng để vận chuyển một loại nước đặc biệt được cho là có khả năng chữa bệnh. Các nhà khảo cổ nói rằng đây là một cơ hội hiếm có để lưu trữ vào lịch sử của Brazil những cổ vật quý hiếm này. Lý do mà một bộ sưu tập lớn các cổ vật được tìm thấy tập trung ở một nơi là vì thu gom rác thải vẫn còn là một vấn đề của tương lai trong thời đại lúc bấy giờ của lịch sử Brazil. Các cư dân của Rio trong thời đại đó thường chôn xuống đất những vật không còn xài như một phương cách bỏ rác. Vật được cho là hấp dẫn nhất trong kho tàng này là một bàn chải đánh răng được cho là đã từng thuộc về hoàng đế cuối cùng của Brazil, Dom Pedro đệ nhị. Bàn chải đánh răng này được làm bằng ngà voi và xương và được khắc một dòng chữ bằng tiếng Pháp ghi rằng hoàng đế của Brazil. Một số cổ vật khác cũng được cho là đã từng thuộc về các thành viên của gia đình hoàng gia. Các nhà khảo cổ cho rằng những vật này sẽ giúp hiểu thêm về cuộc sống hàng ngày và thói quen của các nhân vật lịch sử quan trọng. Suy đoán cho rằng phần lớn những cổ vật này đã từng thuộc về gia đình hoàng gia là vì chúng đã được tìm thấy trong khu vực Leopoldina của Rio, gần nơi gia đình hoàng gia đã sống. Sau khi tất cả các cổ vật đã được khai quật một cách an toàn và rửa sạch, chúng sẽ được gửi đến Viện Di sản Lịch sử và Nghệ thuật Quốc gia để phân tích thêm.